chúng tôi có trách nhiệm để hỗ trợ bà con giải quyết mong muốn nguyện vọng của bà con một cách kịp thời và chính đáng nhất. Đó là cách tháo gỡ và đúng nguyện vọng của bà con. Về miền Tây đúng không? Thì bây giờ trước mắt cử 5 đại diện để bà con xuống dưới hỏi có thật hay không. Bản thân tôi đây nếu mà được cho về thì đã cho đi rồi, đâu có giữ đây làm gì, đúng không? Mình phải hiểu cho cái người không có dụng là cái chỗ nhà trọ không có cái gì, chỉ một phần hỗ trợ cho em nhanh người mà hỗ trợ chứ còn một triệu hai à, anh nghĩ đi, mấy cái tháng dịch bao cái tháng trời mà được có 1.2 triệu à.